xin chào tất cả các anh chị hôm nay khi mà hệ thống đã khuyến nghị các anh chị tham gia đối với cổ phiếu gvr thì rất nhiều các anh chị và nhà đầu tư cũng hỏi rằng đó là khi nào cổ phiếu gvr bứt phá vừa đỉnh thì chúng ta cùng theo dõi lại cái trạng thái của cổ phiếu gvr trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn vừa qua là cổ phiếu cũng có trong một cái xu hướng đi lên chúng ta phải nhìn đó đây là một cái xu hướng đi lên này và đáy sau thì luôn cao hơn đáy trước đúng không ạ và chúng ta thấy rằng trong một cái quá trình mà tăng mạnh sau cái nền tảng Uh, tích lũy ở bên dưới thì cổ phiếu đã có một cái nhịp điều chỉnh khá lớn và cổ phiếu lại tiếp tục uh, thu hút dòng tiền và tại những cái nhịp này thì chúng ta thấy rằng cái sự phân phối không diễn ra mà vấn đề là đây là những cái phiên điều chỉnh với cái khối lượng ở mức thấp dần và sau đó là thị trường hồi phục uh, cổ phiếu này cũng hồi phục và khối lượng cũng gia tăng dần và chúng ta thấy rằng đó là dòng tiền những cái cây nến tăng điểm hay là cây nến xanh thì khối lượng gia tăng so với mức trung bình cho thấy là dòng tiền đã xu hướng là quay trở lại và nhanh chóng đó là hình thành một mô hình cốc đúng không ạ? Một mô hình cái cốc uh, chúng ta thấy rằng một mô hình cốc và tương ứng với gọi là khi mà cổ phiếu này chạm vùng đỉnh cũ thì xuất hiện những cái phiên test lại với cái khối lượng thấp này. Các anh chị cần phải lưu ý là đó là trong cái quá trình và nhịp test lại thì chúng ta thấy rằng đây là những cái giai đoạn khối lượng rất là thấp và tại những cái phiên giảm điểm rất là mạnh này thì sau những cái phiên ngày hôm sau đó là thị trường lại nhanh chóng gọi biến động trong biên độ hẹp và không xảy ra cái sự bán tháo thế nên là cái form hay là cái xu hướng cái mẫu hình của cổ phiếu này vẫn được uh, giữ vững này và sau cái quá trình tích lũy thì cổ phiếu lại tiếp tục thu hút dòng tiền tuy nhiên là cái phiên ngày hôm đó thì cái khối lượng là chưa cao hẳn so với cái phiên uh, uh, thu hút tiền trước đó thế nên là cổ phiếu có những cái nhịp rung lắc và tét lại thì ngày hôm nay thì đặc biệt là vào cuối phiên atc trong ngày hôm nay cổ phiếu gvr đã thu hút dòng tiền rất là tốt rồi và theo thế đánh giá đây là cái điều kiện cần để cổ phiếu có thể bứt phá đạt đỉnh ở trong những phiên tiếp theo ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng sau nhiều lần cổ phiếu không vượt được đỉnh này thì đó là cổ phiếu thường xuyên có những cái trạng thái test lại và ngày hôm nay gần như là đã có những cái tín hiệu về dấu tiền, dấu hiệu của dòng tiền mồi trong phiên ngày hôm nay khi đó là phiên ATC dòng tiền đã tham gia rất là tốt và nếu trong phiên ngày mai mà chúng ta xuất hiện một cái điều kiện đủ đó là gì? Đó là cổ phiếu tăng mạnh và bứt phá vừa đỉnh Nghĩa là ngày mai là cổ phiếu này xuất hiện một cái cây nến xanh Kết hợp với khối lượng gia tăng uh, So mạnh so với cái mức trung bình trước đó Và gia tăng so với các phiên trước đó Nghĩa là cao hơn uh, 12 triệu Càng cao hơn 12 triệu thì càng tốt nhé Tại sao lại mốc 12 triệu? Vì mốc 12 triệu đây là cái phiên khối lượng cao nhất ở cái giai đoạn gần đỉnh trước đó. Nếu cổ phiếu mà thu hút dòng tiền và uh, tăng mạnh mẽ hơn và hấp thụ những cái lượng cung tại những cái nhà đầu tư tham gia tại những cái vùng này, thì đó là cái xác suất để cổ phiếu này có thể bứt phá vượt đỉnh rất là tốt. Và điều kiện ngày hôm nay, điều kiện cần thì chúng ta thấy rằng đó là khối lượng đã gia tăng hơn so với mức trung bình và những cái phiên, các anh chị lưu ý là trong giai đoạn vừa qua ấy, thì những cái phiên tăng điểm thì liên tục là có những cái dấu hiệu dòng tiền tham gia hay là những cái cây khối điện xanh đúng không ạ và những cái phiên giảm điểm hay là những cái phiên điều chỉnh thì khối lượng ở mức rất là thấp thì đây là những cái trạng thái tích cực cho thấy rằng đây là một cái giai đoạn không phải là giai đoạn phân phối của cổ phiếu và cổ phiếu này thì theo thế đánh giá và góc nhìn của thế là cổ phiếu đang hình thành mô hình cốc có tay cầm đúng không ạ và đây là điều kiện gọi là đã có những cái tín hiệu dòng tiền tham gia rồi và đến cái thời điểm ngày hôm nay thế cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia đối với cổ phiếu gvr và nếu phiên ngày mai xác định, đó là cổ phiếu tăng điểm mạnh. Tăng điểm mạnh ở đây là gì? Cụ thể cổ phiếu tăng trên 4% và khối lượng tăng trên 12 triệu uh, vào gần cuối phiên thì đó là những cái phiên điểm mua chuẩn. Tuy nhiên, ngay đầu giờ sáng thì các anh chị có thể xem xét rằng là cổ phiếu có đạt tiêu chí hay không. Thứ nhất về giá và cái thứ hai về khối lượng. Giả sử ngay đầu phiên sáng khoảng độ uh, khớp lệnh một 1 tiếng, một tiếng rưỡi mà chúng ta thấy rằng khối lượng của cổ phiếu đạt 6 đến 7 triệu cổ phiếu rồi đúng không ạ? Thì thông thường cả ngày hôm đó là cổ phiếu uh, cổ phiếu GVR sẽ giao dịch ở trên 14 triệu thì chúng ta sẽ cân uh, nghĩa là chia ra để chúng ta có thể là uh, sẽ xem xét rằng cổ phiếu có đạt tiêu chuẩn ngay từ buổi sáng hay không thì chúng ta sẽ theo dõi cụ thể và những diễn biến của cổ phiếu này thì thế sẽ chia sẻ cụ thể với các anh chị trong những cái uh, trong buổi giao dịch ở trong ngày mai thì các anh chị lưu ý là đó là cổ phiếu đã về những cái vùng đỉnh cũ này và liên tục xuất hiện những cái phiên test lại khối lượng thấp và bắt đầu thu hút dòng tiền. Phiên ngày mai mà bùng nổ bứt phá kèm theo khối lượng lớn thì cổ phiếu sẽ kích hoạt một cái xu hướng tăng ở trong thời gian tới và cái xu hướng tăng đó thì thế kỳ vọng là như sau. Thế kỳ vọng đó là xu hướng tăng đó là một cái xu hướng đó là chia sẻ với anh chị là cái mức độ tăng thì sẽ bằng cái mức độ gọi là điều chỉnh ở trong giai đoạn giá trước đó. Nghĩa là target về mục tiêu giá đúng không ạ? thì chúng ta có target target là mục tiêu giá thì cái mục tiêu giá là sẽ ở quanh vùng tầm khoảng độ 45 cộng trừ nghĩa là từ vùng 36 lên vùng 45 đấy là mục tiêu target thì chúng ta có thể kỳ vọng từ 25 đến 30 ở trong ngắn hạn đối với cổ phiếu GVR nhé và khi mà các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là kiên nhẫn đấy là xét theo giá và khối lượng một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý nữa thì đó là chúng ta cũng cần phải xét theo về cái tiêu chí của thị trường chung giả sử trong giai đoạn này đây là cổ cổ phiếu GVR cũng giai đoạn tích lũy ở trước, sau đó là bùng nổ, nhưng mà gặp những cái áp lực điều chỉnh của thị trường chung thì cổ phiếu cũng uh, đã có những cái trạng thái điều chỉnh trở lại. thì trong giai đoạn này với góc nhìn của thế về thị trường chung ấy, thì trên chia, chia sẻ với các anh chị đó là thị trường chung của chúng ta ở bên dưới nhé, đó là chỉ số VN Index của chúng ta đang tiệm cận lại vùng kháng cự mạnh đó là 1280 đến 1300 thì theo vùng này với quan điểm của thế ấy, đó là sau nhiều lần mà cổ phiếu chạm lại và test lại thì cái thời điểm này là như cái vừa qua thì các chị có thể theo dõi những cái tín hiệu và những cái chia sẻ ở thế trong Zoom ấy. thì đó là thị trường đang hồi phục trong nghi ngờ và thế rất là kỳ vọng là thị trường có thể sẽ tích lũy ở đây ở vùng 1280 đến vùng 1300 khoảng đến 1 đến 2 tuần trước khi mà bứt phá vừa đỉnh và lưu ý các anh chị là khi bứt phá vượt đỉnh thì sẽ có rất nhiều các cổ phiếu có thể tác động đến điểm số tăng của thị trường như dòng ngân hàng, các cổ phiếu trụ đúng không ạ, dòng chứng khoán, dòng thép và một số cổ phiếu dòng khác và đặc điểm nổi bật hơn của cổ phiếu GVR đây là một cái cổ phiếu mà cũng là một cái cổ phiếu trụ trong vn30 và khi GVR tăng thì cũng sẽ tác động rất tốt đến trạng thái đến điểm số của thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại về uh, chúng ta cùng uh, nhìn qua một số các tín hiệu về chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như đối với cổ phiếu gvr thì trong ngày hôm nay đó là sau khi được sự ủng hộ của thị trường trung và cùng với gọi là uh, cùng chiều với thị trường trung thì chúng ta thấy rằng đó là cổ phiếu gvr là cũng xét uh, về đường macd đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng phiên ngày hôm nay thì đó là cũng bắt đầu cho những cái tín hiệu gọi là tín hiệu mua của đường macd này về tín hiệu tâm lý thì chúng ta thấy rằng đó là trạng thái của cổ phiếu này cũng đang cái tâm lý nhà đầu tư đang dần tích cực hơn, tuy nhiên chưa phải đến cái mức quá là cực đại và các anh chị cũng cần phải chú ý thêm một cái yếu tố nữa, đó là sự đồng thuận của các cổ phiếu ở trong dòng bất động sản của công nghiệp thì chúng ta thấy rằng À, đối với cái cổ phiếu của các cổ phiếu ở trong dòng bất động sản công nghiệp thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn à, rất nhiều các cổ phiếu cũng đang cho những cái trạng thái tích cực bản chất là rất nhiều các cổ phiếu vẫn đang duy trì một xu hướng tăng ở trong chung và dài hạn đúng không? DPG cũng đang có xu hướng này trở lại vùng đỉnh này cũng khá là tích cực này. DTD ngày hôm nay cũng khá là tăng khá là tốt nhá. Lưu ý các anh chị DTD lại trở lại về những cái vùng đỉnh cũ rồi và khối lượng cũng tăng khá là tích cực cho thấy là GVR là cái cổ phiếu mà thế đã pick cho các anh chị đúng không? IDC cũng có xu hướng thu hút tiền trở lại. Tuy nhiên là khối lượng ngày hôm nay vẫn ở mức thấp thì cho thấy là cổ phiếu sẽ cần nhiều cái thời gian uh, hơn. Uh, cổ phiếu Long Hậu trong phiên ngày hôm nay là tiếp tục uh, duy trì và bứt phá vượt đỉnh sau một cái giai đoạn vừa qua cũng điều chỉnh cùng GVR đúng không ạ? Cũng có những cái trạng thái test lại và ngày hôm nay cũng đã vượt uh, vượt đỉnh rồi. Uh, riêng đối với Long Hậu là một cái cổ phiếu nhỏ hơn đúng không ạ? NTC đang tích lũy trở lại, uh, PR PR thì chúng ta đây cũng là một trong những cổ phiếu mà cũng đáng chú ý. Tuy nhiên đối với cổ phiếu PR thì chúng ta thấy rằng chưa có chưa trở lại những cái vùng đỉnh cũ như giờ Thì đây cũng là một trong những cổ phiếu mà cũng khá là tích cực và các anh chị cũng cần phải theo dõi thêm hoặc cổ phiếu SSC. SSC vừa qua thì có những cái phiên bùng nổ nhưng mà xong đó test lại với cái trạng thái hơi sâu áp lực bán cũng khá là nhiều và xuất hiện những cái phiên khối lượng lớn này thì cổ phiếu có thể hồi phục với khối lượng thấp nhưng mà để mà xu hướng ấy, để mà có thể vượt đỉnh thì cổ phiếu sẽ là mất nhiều thời gian hơn và ngày hôm nay thế đang pick cho các anh chị đó là cái cổ phiếu có cái cái sức xác suất cao là sẽ vượt đỉnh trong ngắn hạn và những anh chị nào tham gia thứ nhất là chúng ta có những cái sự an toàn và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể đạt được cái hiệu suất và hiệu quả lợi nhuận ngay ở trong ngắn hạn nhé à, tiếp theo cổ phiếu tip này Uh, cũng uh, có xu hướng hồi phục trở lại VGC đang ở vùng tích lũy uh, riêng dòng bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta thấy rằng hai cổ phiếu chẳng hạn như ở ITA và KBC là có những cái trạng thái tiêu cực uh, đây là những cái cổ phiếu mà đang đi ngược lại so với xu hướng trong dòng thì chúng ta thấy rằng đối với dòng bất động sản khu công nghiệp thì hiện tại thì cái sự đồng thuận đối với các cổ phiếu ở trong dòng cũng khá là khá là khá là khá là cao và đây cũng là những cái trạng thái mà chúng ta cần phải chú ý về cái cơ bản của cổ phiếu GRD thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như thế nào thì vừa qua thì chúng ta cũng biết được rằng đó là giá cao su của giá cao su liên tục tăng và lợi nhuận của GVR cũng khá là tích cực và tăng trưởng chủ yếu bởi cái doanh thu khi mà giá cao su mà đạt đỉnh đúng không ạ về cái cơ cấu ở doanh thu đối với cổ phiếu của GVR thì chúng ta thấy rằng vẫn chiếm chủ đạo đó là doanh thu từ đó là thu nhập từ giá cao su đúng không ạ bên cạnh đó là doanh thu từ gỗ và doanh thu từ gọi là khu công nghiệp đúng không ạ và hiện tại thì sắp tới thì chúng ta thấy rằng đó là cái quá trình của GVR cũng đang loại chuyển đổi đất từ cao su sang đất phát triển khu công nghiệp và cái hiện tại thì cái dự kiến doanh thu cũng sẽ là tăng trưởng ở trong tương lai và lợi nhuận đền bù từ đất cao su sang khu công nghiệp tại tại các khu công nghiệp từ năm 2025 thì cũng sẽ là tích cực hơn thì nhìn chung là xét về cái yếu tố về các yếu tố cơ bản về nền tảng của doanh nghiệp thì thế thấy rằng đó là gvr vẫn đang có một cái xu hướng phát triển tăng và tích cực hiện tại thì nếu mà chúng ta nhìn về tổng quan về giá thì trong thời gian vừa qua nếu mà chúng ta xét về nến tuần thì chúng ta nhìn uh, nến tuần uh, sâu hơn một chút thì đó là cổ phiếu GVR cũng đang đạt được gọi là những cái vùng gọi là đỉnh cao nhất tương ứng với năm 2021 đúng không? và cái xu hướng hiện tại thì cổ phiếu cũng đang rất là tích cực và dòng tiền thì vẫn liên tục uh, tham gia cổ phiếu này và thế kỳ vọng là cổ phiếu có xu hướng đó là vượt đỉnh mọi thời đại đúng không? vượt uh, qua những cái vùng gọi là kháng cự của vùng đỉnh cũ là quanh vùng uh, 3840 để hướng đến những cái vùng kỳ vọng của thế đó là những cái vùng gọi là quanh vùng 46 và cái chiến lược mua đối với cổ phiếu này là gì đó là khi mà chúng ta mua ở quanh vùng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là cổ phiếu sẽ uh, về những cái vùng gọi là uh, 46 44 45 46 đúng không ạ thì lúc đó là chúng ta canh để chúng ta chốt lời còn nếu mà cái trường hợp rủi ro đó là uh, trong ngắn hạn nếu mà cổ phiếu mà phá vỡ cái vùng đáy cũ này vùng đáy cũ đó là vùng uh, uh, 33 33 mà phá vỡ vùng đáy cũ này thì lúc đó là chúng ta cũng phải chấp nhận là chờ đợi những cái cơ hội sắp tới và chúng ta phải giảm tỷ trọng hoặc chúng ta bán ra cổ phiếu này và tuy nhiên với những cái trạng thái như hiện tại thì thế đang kỳ vọng rằng gvr sẽ trở thành một siêu cổ gvr có thể trở thành một trong những cổ phiếu mà tác động tích cực đến điểm số của thị trường trong thời gian tới và là một trong những cái cổ phiếu trụ tích cực và tác động tích cực đến điểm số tăng của thị trường trên đây là góc nhìn của thế về trạng thái hiện tại của cổ phiếu GVR. Các anh chị có những đóng góp, có những chia sẻ gì thì các anh chị có thể comment và bình luận ở bên dưới nhé. Và ngày hôm nay thì quanh quanh vùng giá ATC 36.5 thì các anh chị hoàn toàn có thể tham gia tha được. Và ngày mai nếu cổ phiếu mà đi đúng theo cái kịch bản của chúng ta thì các anh chị hoàn toàn chủ động chúng ta mua mới hoặc là mua gia tăng hoặc các anh chị mua đủ khối, mức, khối lượng tại những cái phiên điểm mua chuẩn nhé đấy là chia sẻ với các anh chị về góc nhìn là như vậy. Về quá khứ thì chúng ta thấy rằng à, đối với cổ phiếu GVR trong giai đoạn trước ấy, thì đây là cũng là giai đoạn mà cổ phiếu biến động rất là mạnh nhá. Các anh chị thấy rằng Đây là giai đoạn đầu tiên như giai đoạn này cổ phiếu biến động khá là mạnh đúng không? Sau đó là cổ phiếu cũng đã biến động trong một cái biên độ nhỏ hơn với khối lượng thấp, thấp hơn và cũng đã xuất hiện những cái trạng thái thu hút dòng tiền và test lại thì thế đang đánh giá là đối với cổ phiếu GVR thì đang có những cái trạng thái như này và nếu mà phiên ngày mai xuất hiện cái phiên bứt phá và thu tiền mạnh như hiện tại mạnh như giai đoạn trước thì cổ phiếu sẽ bước vào một cái pha, pha tăng rất là mạnh thế nên là các anh chị cần phải lưu ý nhé đặc biệt là đối với cổ phiếu GVR vâng à, xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc anh chị là tận dụng và chúng ta à, tìm kiếm và được những cái siêu cổ ở trên thị trường vâng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những à, chia sẻ tiếp theo